Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ trả lời cho bạn Nguyễn Văn Tiệp ở trên YouTube có hỏi mình rằng là: chị ơi, chị có thể hướng dẫn em cách xuất file khi làm xong và gửi cho khách hàng để không bị người ta lừa không ạ? Vì cũng có nhiều khách hàng làm xong ưng nhưng không chịu chuyển tiền và vẫn up file của mình lên. Cảm ơn chị nhiều. Mình xin chia buồn với bạn nhé, tại vì là trong cái ngành thiết kế của chúng ta, cái việc mà chúng ta bị khách hàng không trả tiền gặp rất là nhiều, và bản thân mình, đội của mình làm rất là nhiều dự án, có những cái dự án lớn và những dự án nhỏ. Thì những cái dự án lớn ý, tệ nhất là họ sẽ chuyển chậm hoặc là họ sẽ xin giảm chi phí thiết kế. Nghe rất buồn cười đúng không? Đúng ra là chúng ta báo giá xong thì khách hàng họ phải làm đúng cái nguyên tắc và họ phải thanh toán 100%. Nhưng cái việc mà có thuận lợi hay không là do cái phía của khách hàng, vì chúng ta giống như là chúng ta đã làm xong hết mọi thứ, công sức chúng ta bỏ ra rồi, chỉ có chờ là thanh toán thôi á. Cái việc đấy mới là cái việc khó. Thông thường khi chúng ta làm việc với những các cái khách hàng mới không phải là khách hàng quen nhé, thì chúng ta cần phải đặt cọc trước 50% tùy vào cái giá trị hợp đồng cao hay là thấp. Nếu mà giá trị hợp đồng mà cao á, thì thông thường là sẽ là 40%. Nếu như cái giá trị hợp đồng dưới 10 triệu thì chúng ta sẽ nhận với cái mức phí là khoảng 50%. Đa số là như vậy, kể cả doanh nghiệp hay là cá nhân thì chúng ta thường phải đặt cọc ở cái mức như vậy. Ý nghĩa của việc đặt cọc là chúng ta sẽ giảm thiểu cái rủi ro, và nếu như chúng ta mất thì chúng ta chỉ mất có 50% thôi, coi như là chúng ta đen đủ. Nhưng mà ở đây mình thấy bạn nói rằng là nhiều vị khách làm xong ưng nhưng không chịu chuyển tiền và vẫn up file của mình lên, thì mình đang hiểu ở đây là người ta thiết kế banner nó chỉ là dạng hình ảnh thôi. Khi mà hình ảnh các bạn gửi sang cho khách hàng thì rõ ràng họ có thể sử dụng được dù chất lượng cao hay thấp. Nếu như họ chỉ cần hình ảnh thôi thì coi như là xong việc rồi đúng không? Người ta thanh toán hay không là tùy vào cái lương tâm của họ. Cái cách thứ nhất là chúng ta áp dụng với những các cái thiết kế mà chỉ cần cái hình ảnh là sử dụng được. Ví dụ như là banner này, poster này, hình ảnh minh họa, các cái bài viết mà chỉ cần thể hiện bằng một cái hình ảnh là xong, không cần phải pha thiết kế, không cần phải đi in, thì rõ ràng là cái việc chúng ta gửi ảnh là rất là nguy hiểm. Chúng ta gửi xong thì họ có thể sử dụng được, nên là chúng ta sẽ phải tránh cái trường hợp đấy. Ví dụ như các bạn gửi mẫu sang cho bên khách hàng đúng không? Nếu như các bạn không ngại nhá, các bạn không ngại thì các bạn nên tạo một cái watermark. Và mình đã có một cái video chia sẻ cái cách tạo watermark chuyên nghiệp cho những nhà thiết kế, cũng tránh cái việc là sao chép ý tưởng này, tránh cái việc là bị mất các cái file của mình, các bên khác họ lấy của mình, sau đấy là họ lại đăng lên và họ nhận là của họ, cũng rất là đau đầu đúng không các bạn? Vậy thì cái việc chúng ta tạo watermark, sau đấy là chúng ta sẽ đặt lên trên cái file thiết kế và gửi hình ảnh cho khách hàng. Và cái watermark này thì bên mình cũng sử dụng triệt để không bị mất các cái hình ảnh thiết kế. Bên mình cũng đóng hết các cái watermark ở trên tất cả các cái hình ảnh. Ví dụ như là cái backdrop này, khi mà mình làm xong rồi mình gửi sang cho bên khách hàng, thì mình thông thường là mình cũng tạo một cái watermark. Đây là một cái chữ ký ở trên hình ảnh để cho chúng ta giữ được cái tính bản quyền của chúng ta, và chúng ta gần như là chúng ta sẽ yên tâm 100% khách hàng họ không thể sử dụng được cái file này của mình, vì có cái chữ ký như vậy thì đâu có ý nghĩa gì đâu đúng không? Nếu như là bên mình thì bên mình sẽ sử dụng cái tên của công ty. Nếu như bạn là cá nhân á, thì cái watermark, cái nội dung của chúng ta sẽ là cái tên này, cái số điện thoại. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều là các bạn đặt watermark lên trên một cái mẫu thiết kế, các bạn không nên để quá nhiều nội dung. Các bạn cũng không nên để cái màu của nó quá đậm. Mình chỉ để ở đây độ khoảng 20% thôi. Các bạn chỉ cần nhìn thấy nó mờ ở trong cái hình ảnh của mình là chúng ta cũng có thể giữ được cái file thiết kế này rồi. Có một cái lưu ý, đó chính là các bạn cũng không nên gửi cái hình ảnh chất lượng quá cao. Không nên gửi hình ảnh với cái kích thước thật và độ phân giải là 300 ppi hoặc là dpi. Tại vì sao lại như vậy? Vì bình thường khi mà chúng ta in ấn á, nếu như cái kích thước thật thì với các cái thiết kế như là in bạt hai flex này, in DKPP này, tất cả mọi thứ in ni lông cũng vậy thôi. Nếu như các bạn để ở chất lượng cao là chúng ta có thể sử dụng để in được luôn. Và sau khi các bạn đặt watermark xong thì các bạn lại phải lưu ý thêm một cái nữa là các bạn xuất file, các bạn cũng không nên chủ quan nhé. Xuất file thông thường để cho khách hàng xem, chúng ta không nên để kích thước quá lớn. Ví dụ các cái kích thước lớn thì rõ ràng là khách hàng cũng có thể nhờ cái bên quảng cáo ấy, họ xóa cái watermark này cũng được đúng không? Vì nó rất là mờ và nó cũng không phải là một cái gì đó quá khó. Họ có thể sử dụng cái công cụ ở trong Photoshop để xóa đi. Vậy thì chúng ta sẽ phải tính đến cái phương án tiếp theo, đó chính là các bạn xuất file đi. Bây giờ mình sẽ vào file export này.
giả sử là export bằng hình ảnh đi chẳng hạn, họ muốn là sử dụng cái hình ảnh này để in luôn đúng không? Backdrop hình ảnh cũng in được bình thường nhá. Đừng có nghĩ là chỉ có file thiết kế, cái file ảnh chúng ta cũng in được rồi, với cái chất lượng cao á, là họ sẽ in được ngay lập tức và rất là dễ. Bây giờ mình xuất file thì các bạn phải lưu ý cho mình một cái như sau này. Các bạn phải để cho mình cái resolution là cái độ phân giải chỉ để là 72 ppi, và cái phần quality các bạn không nên để là maximum, các bạn để cái phần medium thôi, chỉ để là 3 hoặc là 5. Có nghĩa là cái chất lượng của nó chỉ bằng là 30 hoặc là 50% thôi. Nếu như là 3 thì cái chất lượng hình ảnh này nó chỉ bằng 30% so với cái bản gốc. Nếu như các bạn để là 5 thì nó sẽ cũng là bằng có 50% thôi. Không để 100% kích thước thật ở độ phân giải 72 ppi với những các cái kích thước khổ lớn như pano từ 2,5 m trở lên nhá. Sau đấy là các bạn export nó ra. Và các bạn xuất file xong ạ, các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình ảnh của chúng ta đã mờ đi rất là nhiều, kể cả cái phần chữ của các bạn nhé. Đây là cái chất lượng hình ảnh thấp, chỉ bằng 50% cái file gốc. Nếu như nhà in mà in cái file này ạ, thì chắc chắn là sẽ bị bể hình, cái màu của chúng ta nó sẽ bị râm râm râm, như kiểu là các cái pixel ảnh nó bị giãn ra đó các bạn. Do đó là gây ra cái hiện tượng là bị vỡ hình ảnh và bị nhòe tất cả các cái hiệu ứng ánh sáng. Khi mà không đủ cái dung lượng, cái chất lượng hình ảnh nó mà thấp ạ, thì cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ bị nhòe và nó bị giống như nhìn xa các bạn sẽ cảm thấy nó đang bị rung á. Vậy thì các bạn yên tâm nhé, với cái cách này và cái kiểu xuất file như vậy là các bạn cũng có thể giữ được cái hình ảnh thiết kế của mình rồi. Các bạn thấy không, nó cũng không ảnh hưởng gì so với cái việc là chúng ta không để watermark, nên là các bạn cứ mạnh dạn đặt cái watermark lên, đảm bảo rằng là cái việc mà khách hàng họ không thể sử dụng được cái file thiết kế này nếu như họ không thanh toán cho chúng ta. Và chúng ta luôn phải chủ động về cái việc là thanh toán nhé, đừng có nghĩ là người ta tốt, người ta giàu có, người ta hào sảng thì người ta sẽ không quỳ tiền, không phải các bạn nhé. Những cái khách hàng mà thường hay nói những cái câu là đối với anh tiền không quan trọng, hay đối với chị thì chỉ cần đẹp thôi, tiền không phải là vấn đề, thì các bạn cũng cần phải cảnh giác nhé. Họ giàu là việc của họ, còn mình á, bản thân chỉ là những cái người thiết kế, chúng ta chỉ cần nhận đủ cái số tiền của chúng ta thôi. Và đó là cái cách mà chúng ta gửi cái hình ảnh cho khách hàng. Nhưng với những cái file mà chúng ta cần phải đi in, những cái file mà chất lượng hình ảnh cao, những các cái file thiết kế cần phải là vector, cần phải là Photoshop thì chúng ta mới có thể là in được, thì chúng ta phải có một cái cách khác. Cái cách của chúng ta ở đây là như sau, rất là dễ. Các bạn gửi file cho khách hàng, các bạn không được gửi những các cái file rời, có nghĩa là cái file đơn lẻ, ví dụ như Illustrator là Illustrator, Photoshop chỉ là Photoshop, mà các bạn hãy đặt nó vào trong một cái thư mục. Sau đấy là các bạn làm như sau này, xuất hình ảnh này, để file thiết kế này, để phông chữ vào nhìn cho nó chuyên nghiệp nhá. Các bạn chọn cho mình cái hình thức nén đầu tiên là Etoscribe. Đó, các bạn nhìn thấy không? Các bạn hãy thiết lập một cái mật khẩu vào đây. Tại sao chúng ta lại làm như vậy, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Mình sẽ đặt thử đi. Đấy, mình sẽ đặt thử là như vậy. Sau đấy là mình nén nó lại bằng một cái password, ấn OK này. Nhiều người á, sẽ nghĩ rằng là cái việc nén vào và đặt mật khẩu là chuyện bình thường. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Để chúng ta bảo vệ chúng ta, bảo vệ trước những người mà không chịu thanh toán những cái mẫu thiết kế. Thì đây là cái lý do các bạn nhé. Khi mà các bạn nén xong cái file thiết kế này á, các bạn sẽ đảm bảo được với khách hàng là các bạn gửi đúng file cho họ bằng cái cách như sau này. Các bạn kích đúp vào cái file nén, các bạn thấy không, đây này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái file thiết kế của chúng ta cũng nhìn được cái tên file này, cái phông chữ này đó. Nhưng khi mà các bạn kích đúp vào đây thì họ sẽ phải điền mật khẩu. Vậy thì muốn có mật khẩu thì các bạn nên nhắc khách hàng là thanh toán trước, không có ai người ta gửi khơi khơi cho khách hàng được bạn nhé. Nếu như người nào đó mà có nhiệt tình thì người ta sẽ thanh toán ngay lập tức, và thông thường là khi đã xong rồi, chốt xong rồi, người ta sẽ trả tiền xong rồi người ta mới nhận file thiết kế. Còn với những cái người mà lúc nào cũng đòi file thiết kế nhưng không chịu thanh toán thì chúng ta lại phải làm cái cách như vậy. Không ai mong muốn là sẽ gặp những cái khách hàng như vậy đâu, vì khách hàng bây giờ cũng có nhiều kiểu lắm. Các bạn nên làm theo cái cách này nhé. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết cái cách tạo watermark thì các bạn hãy xem cái video của mình. Những cái phần mà trong Photoshop ạ, nó cũng có cái cách tạo watermark. Nhớ là vào olympstore.net để tham khảo thật là nhiều mẫu bên mình nhá. Bên mình hiện tại up rất là nhiều các cái file thiết kế liên quan đến chủ đề là chúc mừng năm mới. Vào đây á, các bạn sẽ thấy rất là nhiều mẫu bố cục đẹp. Ở đây mình cũng tạo watermark các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là mình không tạo watermark nhé. Tất cả đều có watermark, tất cả đều có cái chữ ký hình ảnh hết. Và đây cũng là một cái cách quảng cáo các bạn nhé. Ví dụ người ta gửi cho nhau xem ấy, thì nhìn cái watermark là người ta biết là à, cái đơn vị nào hay là ai
tạo ra cái sản phẩm chất lượng như vậy. Nói chung là watermark nó không hẳn là xấu, nó cũng có rất nhiều cái lợi ích, nên là các bạn hãy cố gắng tận dụng. Rồi, và nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của sáng tạo Olympus thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Tạm biệt.